Con không cần phải thành công và vượt qua bố. Bố chỉ cần con sống đạo đức, không vi phạm pháp luật và vui vẻ mỗi ngày. Bố không cần con thành đạt hơn bố, vì điều đó là một áp lực. Và bố chỉ cần con sống một đời sống hạnh phúc là bố hạnh phúc. Chứ không phải là mày giàu hơn bố mới hạnh phúc, mày làm quan to hơn bố mới hạnh phúc. Không, không. Bố cần lớn nhất là mày sống đạo đức, tử tế, không vi phạm pháp luật và mày vui mỗi ngày. Thế là đủ. Cho nên là có một phụ huynh mới bảo là: thầy ơi, con em nó hư, em bảo nó không có nghe lời, bây giờ em phải làm thế nào? Thì tôi hỏi bà ấy là: cuộc đời của bà nó có hạnh phúc không? Bà có mãn nguyện với cuộc đời đấy không? Bà bảo: cuộc đời em thì quá bất hạnh, có gì mà mãn nguyện thầy. Tôi bảo: thế mà bây giờ chị lại bắt con chị là nó giống y như chị, thế thì chị định nhân bản một đứa mà để bất hạnh nữa à? Mà chị lại định nghĩa là ngoan, có nghĩa là nó nghe lời chị, làm đúng như chị gọi là ngoan, mà không làm theo chị thì gọi là hư. Ơ hay nhỉ. Tóm lại đừng ép con nữa, đừng coi con nó là vật thí nghiệm cuộc đời mình nữa. Đăng ký ngay hội thảo Định hướng trở thành doanh nhân tương lai để biết cách chọn đúng nghề, đúng trường, thực hiện đúng ước mơ và được giải đáp thắc mắc. Chi tiết liên hệ hotline 1800 577 22, nhánh 1 2.